trân trọng cảm ơn tiết mục Mái Đình Làng Biển đến từ chi cục thuế quận Tây Hồ. Kính thưa quý vị, bài hát Đường Chúng Ta Đi của nhạc sĩ Huy Du đã truyền lửa cho biết bao nhiêu lớp người chiến ra chiến trường với trái tim nhiệt huyết, hào hùng và niềm lạc quan phơi phới. Ca khúc rộn ràng thấm đậm tình yêu và lòng tự hào vô bờ về dân tộc Việt Nam trong những thời khắc gian nan cam go nhất. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức Đường Chúng Ta Đi qua phần thể hiện của anh Tuấn, Quang Dũng và Thành Đạt đến từ phòng thanh kiểm tra số 3. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Việt Nam, ôi tổ quốc, Việt Nam.
Xin trân trọng cảm ơn tiết mục đến từ phòng thanh kiểm tra số 3. Kính thưa quý vị, bằng tình cảm dạt dào cùng niềm tiếc thương vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhạc sĩ Chu Minh đã viết nên một tác phẩm sống mãi trong lòng nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Người là niềm tin tất thắng do đơn ca nam Văn Quảng và Tốt Mố phụ họa đến từ Chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,
mùa xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Bài hát về nỗi buồn, nỗi đau khổ vì đợi chờ, hát về niềm hy vọng được đoàn tụ của những người phụ nữ trong thời chiến tranh loạn lạc. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe tiết mục mùa xuân trình bày bởi Thủy Tiên và Túc Múa đến từ phòng kiểm tra đội bộ. Xin quý vị cùng thưởng thức. Có biết bao người con gái, con trai trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Bởi chiến tranh đâu phải cho chiến tranh.
trong thương, không khó trong mộng. Em chuyển dần, chắc cứ chưa biết rồi không. Đôi tay bâng khuâng lỡ thành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Ôi ngày ơi sẽ đến, ôi ngày ơi sẽ đến, anh sẽ về, sẽ về. Cảm ơn tiếng hát đầy nội lực mà sâu lắng giàu cảm xúc đến từ phòng kiểm tra nội bộ. Kính thưa quý vị, nơi biên cương hải đảo linh thiêng của Tổ quốc, hàng ngày, hàng giờ luôn có những người lính đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Ngay sau đây, như một lời tri ân gửi tặng đến các chiến sĩ canh gác bên nơi biên cương Tổ quốc, tốt ca và bố phụ họa đến từ phòng thanh tra kiểm tra thuế số 2 sẽ trình bày ca khúc Hát về anh, sáng tác Thế Hiển. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Trái tim anh.
tượng mình trời dã gạo của đồng bào tại Sóc Bom Bo, nuôi bộ đội. Xin trân trọng giới thiệu tiết mục Tiếng Trầy trên Sóc Bom Bo, sáng tác Xuân Hồng, thể hiện tốp ca và tốp múa phụ họa đến từ chi cục thuế Thanh Oai, Trương Mỹ. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.
Yeah.